Đây sẽ là một video clip đá liên tù tì 3 trận banh cùng với anh em Trần Nguyễn FC tại một sân bóng mà theo mình đánh giá đó là 5 sao luôn nha. Cày ải liên tục 3 ngày với 3 trận liền với vô vàn bàn thắng và những pha qua người siêu tốc độ. Mời anh em cùng thưởng thức. Nhấn một cái, đối thủ lao vô là mình qua liền. Dứt điểm kỹ thuật, không vào. Trời, dúng ngột dạo qua rồi không lụm. Tôi là Thi Freestyle. Đây là chân cầu Rạch Chiếc, thành phố Thủ Đức, hướng về Biên Hòa, Đồng Nai. Nay mình có trận bóng cùng anh em Trần Nguyễn FC tại sân bóng Saka Arena. Quay luôn cái này để anh em biết đường vô sân. Tới đây thì rẽ phải vô trong nè. Thấy liền cái biển Saka Arena có mũi tên chỉ vô. Hết đoạn đường ổ gà này thì rẽ phải. Khúc này không bật đèn đường, tối thui thùi lùi luôn. Ngã ba chỗ này thì quẹo trái. Lại có một biển quảng cáo Saka Arena kìa. Vậy làm sao mà đi lạc được. Đi ngang qua một cái sân tennis. Cứ đi thẳng đến cuối đường. Chỗ này hơi tối nha anh em, không có đèn. Ô là là, sân Saka Arena đây rồi. Nhưng mà ở này là đường bên hông. Tới đây rẽ phải là thấy liền cổng chính. Chiếc mẹt của ai đậu trước cửa đẹp thế. Số 90, đường 410, Bắc Rạch Chiếc, Phước Long A, Thủ Đức. Và đây là bãi xe, siêu rộng luôn. Nay mặc áo đội tuyển Bỉ, đẹp không anh em? Ở đây có một cái hòn non bộ. Wow, giống cà phê sân vườn quá. Canh tin đây nè. Ô là là, nghĩa qua cái toilet cái đã. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Bóng đá 5% là tài năng và 95% là tập luyện. Ok, chuẩn luôn. Locker room giống mấy phòng tập gym luôn trời ơi. Nhưng mà không biết có nhiều người xài không. Chứ đi đá banh là cầm đồ ra sân hết. Không có bóng đá, đời tôi vô nghĩa. Khám phá bên trong nào. Wow, tưởng toilet trong khách sạn hay trung tâm thương mại không chứ. Có cả hai cái gương soi luôn nè. Rồi, vòi nước tự động nha anh em. Và đây là một phòng tắm, hai cái vòi sen, quá đã. Phòng thứ hai nè, có cả sữa tắm Lifebuoy. Đây là phòng thứ ba. Ta-da, ba phòng giống nhau. Vậy hai phòng cuối cùng sẽ là... Ủa, phòng này bị khóa rồi. Phòng bên đây. Ok, ba con dê. Toilet của Saka Arena xịn sò quá. Có một cái cầu thang đây để đi lên trên. Ô là là, có giveaway ở cuối clip. Anh em nhớ xem hết để tham gia giveaway nhé. Từ đây có thể nhìn hết xung quanh sân. Lên đây ngồi coi đá banh cũng thú vị đó. Đá trùng như đá trưa vậy. Ủa đá trùng mình luôn à? Đá trùng à. Sân Saka Arena có 7 sân 5 tất cả. Có thể chơi 2 sân 7 song song với 1 sân 5 ở giữa. Mình để số điện thoại anh Vũ Johnny McGuy ở trong phần mô tả. Anh em có nhu cầu đặt sân thì có thể liên hệ nha. Đây là lần đầu tiên mà mình lên chơi cho Trần Nguyễn FC. Nên dự bị anh em trụ cột được đá trước. Đi đầu là anh Huỳnh Dũng, photographer, thủ môn Thái Simon, Limbercy, Bảo Coutinho, Tuấn Henry, anh Vũ Johnny McGuy, cuối cùng là Cảnh Alves. Trận đấu bắt đầu được 5 phút, Trần Nguyễn có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Cảnh Alves. Kẻ đá lý là phong độ chàng trai đến từ trận đẹp bàn iPhone và có được bàn thắng đầu tiên trong cuộc chơi ngày hôm nay. 5 phút sau, Cảnh Alves tiếp tục lập công, cú đúp bàn thắng cho cầu thủ mặc áo số 10. Canaves, Coutinho, quá nhịp nhàng trong phòng vừa rồi. Phút thứ 17 của trận đấu, đội bạn bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đội được không có quá nhiều khoảng trống mỗi khi họ có bóng bên phần sân của đối phương và vẫn đang cực kỳ kiên nhẫn. Anh Tiến, sút xa và
dàng hoàn hảo ở trong cuộc vừa qua. Ok, sau 1 phần 2 thời gian của hiệp 1, giờ thì được vào sân thi đấu rồi. Đây là trận đấu đầu tiên mà chúng tôi tới anh chơi trên báo của đội bóng Trần Quân. Ô là là, vừa vô sân là được bình luận viên nhắc tên liền. Cảm ơn Bạch Long nhé. Nhận bóng, lắc má ngoài một cái, tung đường chuyền dài. Hồi chiều mưa lớn nên lúc này mặt sân cũng hơi ướt, kéo bóng cũng hơi bị trượt trượt. Đội bạn vừa kêu cho đi đi, thôi không dám đi đâu. Ây da, quan sát bên đây có đối thủ, không kịp cắt đường chuyền. Wow, cú đặt lòng rất hiểm của đội bạn. Ây da, A Băng tè le hộp me luôn. Chứ bạn, ok. Lên. Xuất xa, chúng xa ngang. Đá bôi. Đối diện 1-1. Qua người nè. Anh em thấy hay thì để lại một like, một comment nha. Đông quá, đành quay về thôi. Nguyễn Thành Nhân trúng cột dọc. Đoạn này máy quay bị lỗi nên không quay được. May mà có cái góc quay live stream. Vẫn là Phạm Trọng Thi ở bên phía phải. Trọng Thi chuyền bóng rất nguy hiểm. Cú dứt điểm vô tình sượt chân hậu vệ, đổi hướng vô lưới luôn. Gỡ được pha báo hồi nãy rồi nha. Đá phạt góc. Nhận đường trả về, dứt điểm, trúng hậu vệ. Hai đội đang ăn miếng trả miếng, siêu hấp dẫn. Anh em thấy hay thì nhớ đăng ký kênh nhé. Trả về cho Thái Simon cho chắc. Ây da, bóng trúng ngay cạnh ba sườn. Đồng đội bắt ngoài biên, mình lót ở giữa. Phản công. Đường chuyền của Bảo Coutinho. Từ giữ lại cái. Và từ đường ném bóng lên của thủ môn, Tiếu Vàng có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3. Quả người rồi. Goal. Là một lần nữa vượt lên. Còn lên, dễ lên. Cố gắng racing gỡ trước khi hiệp 1 kết thúc. Cố gắng đưa bóng vào trung lộ. Đường chuyền cột 2. Bàn thắng của Limbercy. Giờ này mình không có chiếu chậm và phân tích tình huống trong clip dài. Mình chỉ làm cái đó trong phần tiếp ngắn mà thôi. Nên anh em nào quan tâm cái việc phân tích đó thì vô short video của mình nha. Hay quá Thái Simon ơi. Hết hiệp 1, tỷ số hiện tại là 4-4. Nhịp độ trận đấu khá nhanh. Đuổi qua trời đuổi. Nhớ đăng ký kênh cho cái sự nhanh này nhé. Hiệp 2 bắt đầu và mình sẽ vào sau. Phút thứ 43, rồi bạn tiếp tục có bàn thắng, vượt lên dẫn trước. Quang Sang. Bộ mới còn ở Trung Quốc. Văn Hà. Cực kỳ lộc lẻo thứ hôm qua. Và Trần Nguyễn FC lại tiếp tục có bàn thắng gỡ hòa. Pha lấy bóng nhân của mình. Một quả bóng chuyền xa địa chỉ Kenaves. Thời cơ phản công rất thuận lợi rồi. Bảo Coutinho. Vào rồi. Cú tấn bóng kỹ thuật. Hơi nhẹ. Nửa cuối hiệp 2, Thierry Stai comeback. Chúng đi. Hey Ray. Cái nữa em nữa. Một thiên nhân. Từ thôi, sao đâu. Lắc giữa vượt qua hai cầu đội bạn. Ui chà, đã bị bọc lót. Lấy luôn đi. Cú sút xa của Limbercy không vào. Đỡ bóng hụt nè. Nhưng không sao, vẫn còn. Phạm lỗi rồi. Có quả bóng đá phạt đỉnh của ca thủ đội bóng Trung Quân. Nhá một cái. Hay quá Henry ơi. Anh em nghĩ gì về tình huống vừa rồi? Comment cái đi. Lên nhân. Một chạm luôn. Một chạm rất tốt của Phạm Trung Quân. Nguyễn Thành Nhân.
Hai. Có lỗi bên phía cầu thủ của Bao Bê. Ok, không sao không sao. Liên Messi trúng xa ngang, trời ơi. Nên nhân với Liên Messi thi nhau đá trúng xa ngang cột dọc. Dắt bóng và quan sát. Đội bạn phòng ngự khu vực khá kín kẽ. Yeah, mất rồi. Thôi, tài. Rồi, đây em đã. Hứa Long kỹ thuật. Xa quá nên thủ môn đã kịp sàn qua. Ý cha, không biết nói gì giờ luôn. Do này đá giao hữu nên không có thẻ đỏ nha anh em. Góp xa ngang. Sân trơn bóng ướt, nãy giờ đỡ hụt hoài. Kiểm soát bằng gầm. Bị đá sau một cái, đau quá trời đau luôn. Mất rồi. Sau khoảng 20 phút đấu thì hai phút gần nhất. Trời ơi. Ôi ơi, Henry. Vậy có được Kim. Nhận bóng. Quan sát xung quanh. Chuyền ngay cho Liam Percy bên trái đang chống chạy. Lát giữa. Tốt Liam. Siêu phẩm, siêu phẩm. Anh em nhớ like, đăng ký kênh cho siêu phẩm này nha. Cùng xem lại pha này nhé. Liam Percy có cú sút xa ghi bàn ngay những phút cuối cùng của trận đấu. Vậy là Liam Percy. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của đội bạn trong trận đấu này. Lấy Henry. Tóm Henry. Lao vào các bóng thôi. Nguy hiểm đã trôi qua. Ô là là. Hết giờ. Trần Nguyễn FC có chiến thắng 6-5. Cuối cùng là chiến thắng ngay từ với tỷ số là 6-5 cho các đội của đội bóng Trung Quốc. Hay không? Xuất hiện đúng lúc không? Replay. Tình huống cuối cùng của trận đấu này. Rất nguy hiểm. Một trận đấu cực kỳ sôi nổi. Và chỉ nguyên một lần nữa lại có một cuộc lội dòng thân thánh ở hiệp 2. Và thời gian như phút cuối cùng rồi. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu này. Trận đấu đầu tiên của mình trong màu áo Trần Nguyễn FC. Với kết quả quá ổn áp. Tuyệt vời. Chơi cho đi mất gai. Hay quá. Hai cái bạn cứ bảo hoài đúng không? Bravo. Tháng sau nằm anh em ơi. Vui quá. Nay lên sân thông báo là vui rồi. Một trận đấu khác tại sân Saka Arena. Và lần này mình đá sân 7 phía trong. Và đây là chiếc áo đấu của Trần Nguyễn FC. Được thiết kế riêng bởi thương hiệu Racer Sport. Liếc quan sát bên trái trước khi nhận bóng. Xuất xa, trúng cột dọc, dội vô khung thành luôn. À băng dữ vậy trời. Nhận bóng, lắc giữa. Qua hai cầu của đội bạn, xong nằm một đống luôn. Nút của bôn nè. Trời. Sượt tay thủ môn, vọt sang ngang. Cậu á. Hỗ trợ đồng đội, cắt bóng. Ok. Kéo rồi. Và đi bóng tốc độ rất nhanh. Đội bạn buộc phải phạm lỗi. Hồi rách áo luôn. Đứt mấy đường chỉ thôi, chứ áo thì không sao. Khui luôn. Úp mu nè. Chúng ngay hàng rào. Ơi tài. Hôm nay mặc led gin nên được dịp té hoài luôn. Đứng trước bóng là anh Vũ chơi đi bắt gai. Trời ơi, mất gai. Đúng mất gai luôn.
Xin được bác gai. Ok, bên đây, 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 đây. Dứt. Dạ được, dạ được. First touch tạo đà, dứt điểm ngay vị trí của thủ môn. Chuyền bóng cho anh Vũ, cho anh đi mất gai. Hay. Gai ơi, không tin được luôn trời. Rồi, nay anh Vũ bầu của đội Trần Nguyễn FC lập siêu phẩm luôn. Nhớ like và đăng ký kênh cho siêu phẩm của anh Vũ nha. Hướng hết cỡ để lấy bóng, tổ chức bật tường, dứt điểm kỹ thuật, bóng từ từ lăn vô lưới luôn. Một cú chạm má ngoài quá tinh tế. Okay. Cảm ơn cầu số 6 vì kiến tạo quá hay. Cảm ơn. Rồi thay luôn nè. Nói gì nữa giờ. Anh đá đâu rồi? Bên phải á. Phải tập trước ăn mừng chứ đồ á. Quên siêu rồi. Và bây giờ là hiệp 2 của trận đấu. Những pha bóng như thế này thì không biết phải bình luận gì luôn. Nhận bóng và quan sát. Phát Rabona một cái. Thả dọc biên. Giật gót kỹ thuật. Không được. Đội bạn chọt khe hay quá. Chúng cột dọc. Đá bôi. Không vào. Bạn thủ môn này bắt hay lắm nha. Nhưng bây giờ đi nghĩa vụ quân sự rồi. Vẫy tay kêu đồng đội bước lên cao. Nhận đường trả về. Dứt điểm chân trái. Chúng hậu vệ. Hay quá GK ca sướng ơi. Một chạm về đây là xong. Quá ok. Được. Đồng đội ở giữa trống, nhét liền. Quay lên. Đạp gầm ra trước mặt. Đường chuyền cột hai. Tay luôn. Rồi tiếp luôn. Ok. Tông gôn. Bắt bài đường chuyền xuống đấy. Nguy hiểm đã trôi qua. Chèn nè. Lại 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 lại. Ok ok ok. Chào bây giờ. Theo luôn. Bóng nó nằm gọn trong tay thủ môn cà sướng. Tổ chức tấn công nhanh khi đội bạn chưa kịp lui về. Xoay người hay quá. Dứt điểm chân trái. Chào anh em ơi. Keeper. Thôi tiêu rồi. Tắt ra luôn, tắt ra luôn. Đang đeo camera nhưng cản phá bóng bằng đỉnh đầu. Tốt keeper. Hay quá ca sướng ơi. Ok keeper. Lại thế rồi, anh em đá hết tình huống đi. Ủa. Okay. Bắt bài nè. Phản công. Hướng bên này trống. Đường chuyền cột hơi. Không biết là chuyền hay sút nữa. Keeper. Ơi tay. Tay. Rồi xong, penalty luôn. Đó. Penalty. Té mày thổi, không té thôi. Rồi ra đi. Sao đâu mà. Chà. Suýt tí thì đỡ được. Cắt.
Ây da, thua liên tiếp hai bàn luôn. Nhưng không sao, trận này vẫn còn đang gác hai quả. Nhét bóng lên cho đồng đội, bước lên nhận đường trả về. Chân trái, chân phải, hai chạm hai chân, siêu gọn gàng. Thôi em. Thank you bạn này, quả hiểu ý luôn. Trận đấu sắp kết thúc mà bên mình đang gác với ba bàn cách biệt. Giữa, quá đâu. Anh em nghĩ gì về pha ghi bàn của mình vừa rồi? Comment cả nhà. Thôi, đá ngang. Đá ngang. Trời. Ok, kết thúc trận đấu. Và đây là trận thứ hai của mình với Trần Nguyễn FC. Tỷ số bao nhiêu mình không nhớ nữa, chỉ biết là cách biệt ba bàn. Và đây là thủ tục sau khi kết thúc trận đấu. Hấp dây hả? Rác không à? Chai nước, ly nước, băng thùng quấn cổ chân, băng keo, chai nước, bao ni lông. Ôi, giết nữa trời. Giúp em. Dạ, giết em hả? Ok, mission complete. Thêm một trận nữa cùng anh em Trần Nguyễn FC. Này mặc áo số 69, nên tỷ lệ không ghi bàn sẽ là 96,69%. Cảnh Alves, nhân tài xế, Limbercy, Tuấn Henry, Bảo Coutinho, Quý Lợi, thủ môn Phan Coutoa. Mở túi giày Red Sport ra để lấy đôi Vabo 14 Pro TF màu xanh chuối. Ôi trời ơi, đôi này bị rách hai lỗ hai bên rồi. Ây chà, tới lúc update giày rồi anh em ơi. Thanh hùng futsal thẳng tiến. Cái cây màu đen đen trên tay mình đó là dụng cụ xỏ giày. Xài nó đỡ bị đau ngón tay khi mang giày nè. Nhân tiện, anh em nào quan tâm cái dụng cụ đó, với lại quan tâm cái vớ giống như mình, thì link có sẵn trong phần mô tả. Ok, cột giày xong. Nay mang hai bên, mỗi bên một màu nha. Hồi nãy mình đến sau nên đá tổ 2, tổ 1 đá trước. Nhìn đối áo đen trong sân, toàn là cầu thủ nước ngoài. Ô là la, được đá rồi nha. Tỷ số trận này lúc này như thế nào mình không nhớ nữa, chỉ nhớ là trận này win. Đường chuyền dài của thủ môn. Phá bóng nè. Cảnh Alves đội về cho thủ môn, quá đơn giản. Bỏ bỏ. Đi giữa tiên. Di chuyển cắt dọc biên. Outside touch bằng chân trái. Ta-da, Kim Messi nhá cái, đội bạn gãy luôn. Nhét bóng lên tuyến trên, trả về dứt điểm. Không vào. Quan sát sau lưng, không có ai. Nhận bóng quay lên và dứt điểm. Không được. Trả về tuyến 2 cho đồng đội dứt điểm. Tối cảnh ơi. Outside touch. Chuyển hướng 180 độ như Lionel Messi. Chân trái nha, chân trái nha. Thả tiếng. Ây da, lòi kéo giữa ta. Nhấn một cái. Đối thủ lao vô là mình quá liền. Được hưởng một pha đá phạt góc. Quyết định đá chìm. Kim Messi. Hậu vệ đội bạn đã can thiệp kịp thời. Lấy nhau. Lấy luôn cảnh. Một chạm giữ, một chạm truyền. Chết rồi. Ok rồi. Cơ hội cho các thủ áo đen. Hay một quá chạm. Khang của to ơi. Đá biên. Chập biên, chập biên. Tốc lợi. Di chuyển tốc độ. Ok, kịp rồi. Đi trong, đi trong. Bây giờ là bá tiếng.
dứt điểm kỹ thuật không vào. Trời ơi, giống ngọt dạo qua là không lụm. Pha này mà lao vô cục 2 sớm là lụm rồi. Bá Tiến ngày xưa là cầu thủ chuyên nghiệp có tiếng trong làng futsal Việt Nam nha anh em. Anh em nào biết thì comment phát nè. Xuất xa ngay vị trí của thủ môn. Hết hiệp 1. Tiếp tục hiệp 2. Racing luôn. Hay quá Quý Lợi ơi. Trời ơi, giật gót hơi trượt xíu. Banh nhẹ quá. Cơ hội đây rồi. Quyết định nhấn vô giữa. Chính mũi. Không vào. Nhận bóng quay lên. Quý Lợi tổ chức bật tường với Bá Tiến. Lại. Ây da, đường chuyền ngang đã bị cắt mất. Một chạm luôn nè. Cơ hội cho Kim Messi. Trả về tuyến 2 cho Quý Lợi. Úp mù. Tốt lợi. Trời ơi, thấp xuống xíu là cháy lưới rồi. Khứa lòng chân trái. Chưa đủ hiểm. Đội bạn phản công. Và đưa bóng lên rất tốt của thủ môn. Hay quá Khang của to ơi. Đã ra kịp thời. Tốt cảnh. Tiến. Cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái của Bá Tiến. Vọt xa. Cảnh anh vết. Quyết định đột phá. Ô là, không có phạm lỗi. Cầu số 15 này to bự quá, che người khỏe nữa, nên phạm lỗi luôn. Bỏ vào giữa để hỗ trợ đồng đội. Ok, không sao. Chọt khe banana 30k cho Johnny McGuire. Một chạm hay quá. Hơi da, sút luôn từ sớm thì ok. Giờ thì không được rồi. Bá Tiến. Vẫn là Bá Tiến. Em ấy đang khuynh đảo ở hành lang cánh phải. Thả đấy cho Kim Messi. Chân trái nè. Đường phất dài rất tốt của Bá Tiến cho Kim Messi. Một cú sút rất mạnh. Thấp xuống thì ngon. Hoặc đá ngang cho mình. Trời ơi tiếc quá. Và đó là tình huống cuối cùng trong trận đấu này. Chiến thắng cho Trần Nguyễn FC. Tổ 1 ghi bàn không à. Tổ 2 của mình ăn chay nguyên trận. Ron step over and rip turn. Làm lần nữa với hướng ngược lại. Chân trái như chân phải. Hai chân thật là bao phải. Và đây là Git, con trai của Bá Tiến. Sao thi đấu sao? Rồi vô, đá penalty. Ok. Thôi con đá một trái nhất thôi. Một trái nhất thôi, chú chụp nè. Úp. Rồi chụp. Banh vào mắt luôn. Quá ghê. Ô la la, như vậy là mình đã có 3 trận bóng cày ả liên tục tại Saka Arena như Angoro Kante. Anh em nghĩ gì về mình trong trận đấu này? Để lại một comment cho phần bình luận nhé. Tặng ngay một áo Chivilla cho anh em nào có comment hay nhất. Và như thường lệ, đừng quên like, đăng ký kênh để đón chờ clip trong thời gian sắp tới của Thiếu Star Soccer nha. Ok, anh em thành phố Thủ Đức đâu rồi? Nhớ ghé ủng hộ sân Saka Arena nha. Và mình là Phạm Trung Thi, xin chào gặp lại. Bye bye.